Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp thường lệ giữa năm để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, quyết nghị một số nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chào mừng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 thành công tốt đẹp. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc ngay sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Chỉ sau gần 2 tuần kể từ kỳ họp thứ nhất đến nay, các đồng chí đã chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, tài liệu theo luật định để tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Quá trình chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến định hướng đối với các nội dung lớn, vấn đề quan trọng để các cơ quan chức năng bổ sung hoàn chỉnh trước khi đưa ra kỳ họp. Tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, các địa phương triển khai thực hiện. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị thông qua như sau. Phần thứ nhất, về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Cùng với việc bộ máy cấp ủy chính quyền mới được kiện toàn sau đại hội đảng bộ các cấp, với khối lượng công việc rất lớn của năm đầu nhiệm kỳ. Song, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Cụ thể là, thứ nhất, với sự chủ động, cách làm khoa học, bài bản, đến nay Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, tạo cơ sở pháp lý và góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2025. Thứ hai, với sự quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, chúng ta đã và đang phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Mặc dù là tỉnh đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhưng chúng ta đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình và đến nay đã qua hơn 2 tháng không phát hiện ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh. Thứ ba, cùng với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng ta đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép. Kết quả, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ, như
GDP tăng 5,68%, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,03%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,64%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 22,8%. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Thứ tư, chúng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công tốt đẹp, toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Những kết quả trên đây đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, chất lượng, hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự ủng hộ đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại hạn chế, yếu kém như việc ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, đề án của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn chậm trễ, một số chính sách chậm đi vào cuộc sống, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, bất cập, v.v. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua. Phần thứ hai, về các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Đây đều là các chính sách có tác động sâu rộng tới người dân, nhất là nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái và nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình xây dựng và thẩm tra, đã được các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương và có tham khảo kinh nghiệm ở một số địa phương khác. Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng sâu rộng của chính sách tới người dân, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi quyết nghị thông qua, để bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trong tỉnh. Báo cáo với các vị đại biểu, nhất là nghị quyết quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một nghị quyết quy định về lĩnh vực này, để chúng ta khắc phục tình trạng nhiều trường, nhiều cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh có tình trạng lạm thu hoặc sử dụng các khoản thu hỗ trợ giáo dục không đúng mục đích. Và nhiều nơi phụ huynh học sinh phản ánh, rồi các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra kiểm tra đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ sở giáo dục. Cho nên đây là nghị quyết hết sức quan trọng, lần đầu tiên Hội đồng Nhân tỉnh ban hành. Và việc quy định các mức thu cũng như là nguyên tắc sử dụng các mức thu là hết sức quan trọng để tránh cái tình trạng mà lạm thu hoặc là sử dụng không đúng mục đích, nhưng cũng phải tính toán cân đối để phù hợp với điều kiện thực tiễn, đời sống kinh tế xã hội cũng như là khả năng đáp ứng của các gia đình phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Thì nội dung này một lần nữa đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, thảo luận dân chủ, khách quan
đối với dự thảo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân, do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình ra kỳ họp trước khi thảo luận và thống nhất thông qua. Thứ ba, về các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan tới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết này có ảnh hưởng quyết định tới việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cũng như thu hút đầu tư phát triển các thành phần kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan để thống nhất thông qua, làm cơ sở cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. 4. Ngoài các nội dung trên đây, theo chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cơ sở thảo luận thông qua. Thứ năm, ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế xã hội, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm cả việc triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn dân, đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là các đề án chính sách về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ còn gần 6 tháng để chúng ta khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian qua để bứt tốc về đích với mục tiêu bao trùm xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Hội đồng động, chủ động, sáng tạo cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của năm 2021, tạo điều kiện, tiền đề, quan trọng và khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.